Tử tù vượt ngục. Chắc hẳn các bạn đã không còn xa lạ với những vụ tù nhân sắp đến ngày hành quyết thì đã trốn thoát thành công. Nhưng sau đó, số phận của những tử tù đó sẽ ra sao khi bị truy đuổi? Hãy cùng Mật Mã Đen Trắng đến với cuộc vượt ngục rất nổi tiếng ở Việt Nam của hai tử tù Lê Văn Thọ, 38 tuổi ở Thanh Hà, Hải Dương và Nguyễn Văn Tình, 29 tuổi ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Nơi xảy ra vụ vượt ngục là trại giam T16 thuộc sự quản lý của Bộ Công an, nằm ở thôn Thiên Đồng, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Nơi đây được thiết kế xây dựng rất kiên cố, biện pháp an ninh đảm bảo nghiêm ngặt để giam giữ những tù nhân đang chờ chấp hành án phạt tù và những người bị kết án tử hình, trong đó có hai tử tù Lê Văn Thọ, tức Thọ Sứt, và Nguyễn Văn Tình. Lê Văn Thọ là một tù nhân rất nguy hiểm với lịch sử bất hảo. Chắc hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi nghe một dãy tội danh sau của hắn ta trước khi đến khu hình phạt cuối cùng là tử hình. Ngày 6 tháng 2 năm 2004, Thọ bị Tòa án Nhân dân huyện Thanh Hà xử phạt 15 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với hình phạt 72 tháng tù của bản án số 178 ngày 5 tháng 7 năm 2002 của Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 87 tháng tù. Ngày 19 tháng 9 năm 2009, Thọ bị Tòa án Nhân dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương xử phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 19 tháng 4 năm 2013, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 27 năm tù về các tội giết người, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và đưa hối lộ. Bản án hình sự phúc thẩm số 401/2013 ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xử phạt Thọ Sứt 10 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cả 4 tội là 25 năm tù. Trong khi đó, đồng phạm của Thọ là Nguyễn Văn Tình cũng từng có tiền án. Năm 2011, Tình bị Tòa án Nhân dân huyện Quốc Oai xử phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Theo cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017, Nguyễn Văn Tình bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tương tự, ngày 18 tháng 5 năm 2017, Lê Văn Thọ cũng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam áp dụng hình phạt tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian kháng cáo và chờ xét xử phúc thẩm, ngày 1 tháng 7 năm 2017, Tình và Thọ được chuyển vào giam chung tại buồng giam số 3, khu đề trại giam T16 Bộ Công an. Khi ở trong buồng giam, Thọ và Tình đều bị cù một bên chân bằng khóa và cùm gỗ. Khi ở trong phòng giam, cả hai quan sát thấy cơ sở vật chất buồng giam đã cũ, cùm chân bằng gỗ có thể tháo ra, tường xây gạch vữa ẩm có thể đục xuyên được. Thọ nảy sinh ý định sẽ trốn khỏi nơi giam giữ, bởi vì khi là tử hình thì không còn gì để mất nữa. Để có thể được sự tự do, chỉ còn cách duy nhất là vượt ngục. Ngày 10 tháng 7 năm 2017, sau một vài hôm suy nghĩ, Thọ đã lên kế hoạch trốn thoát, dù Tình cũng thực hiện. Khi nghe thấy điều này, Tình đã đồng ý và nói, nếu ra được thì anh em mình cùng đi. Trước đó, Tình bị tạm giam tại khu B1 nên quan sát được sơ đồ, địa hình của khu vực này. Nắm được điều đó, Tình nói nếu ra khỏi buồng giam thì trèo lên nóc nhà, di chuyển sang khu khác. Bước cuối cùng là trèo qua tường bao của trại giam, thoát ra cánh đồng bên ngoài. Do đã có kế hoạch bỏ trốn trong trại giam T16, nên trong những lần trước được quản giáo mở cùm chân để sinh hoạt cá nhân, Thọ và Tình nhìn thấy trên tường có hai chiếc đinh vít. Trong phòng giam, Thọ nhiều lần lắc thử cùm chân bằng gỗ, thấy có thể làm lỏng chỗ sắt, rút chân ra ngoài được. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, Tình được tháo cùm chân cho đi vệ sinh. Lợi dụng lúc quản giáo không có mặt, Tình tháo lỏng một chiếc đinh vít trên tường nhưng vẫn để nguyên vị trí. Ngày 6 tháng 9 năm 2017, hai tử tù nghe tin dự báo thời tiết qua loa phát thanh của trại, biết Hà Nội sẽ có mưa to do ảnh hưởng của bão nên đã thống nhất bỏ trốn vào nửa đêm về sáng để không bị phát hiện. Hai ngày sau, lợi dụng lúc được tháo cùm ra để đi vệ sinh, Tình đã tháo cất dấu đinh vít trên tường rồi lấy giấy vệ sinh bịt lại. Thọ lấy kem đánh răng bít kín ngoài lỗ đinh để quản giáo không phát hiện. Sau đó, Thọ bảo Tình rút chỉ từ khăn mặt, cứ lấy một mảnh nhựa từ hộp đựng cơm để làm chìa khóa mở cùm cho Tình. Thọ đã mài nhỏ mảnh nhựa chế ra một chiếc chìa khóa mở được cùm của Tình, nhưng sau đó khóa lại như cũ. Vào các ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9, do thời tiết liên tục mưa nên Thọ và Tình đoán đêm 19 tháng 9 trời sẽ tiếp tục đổ mưa nên thống nhất sẽ bỏ trốn. Cả hai cũng tính toán đã ra khỏi phòng giam trước 22 giờ đêm để kịp thoát ra ngoài trước khi trời sáng. Khoảng 16 giờ chiều ngày 10 tháng 9 năm 2017, Thọ lấy quần đùi và vỏ hộp bánh kẹo che lên đỉnh màn nhằm chắn tầm quan sát của camera, đồng thời lắc mảnh cùm gỗ, xoay chốt sắt cho bản lề lỏng ra, tạo ra khe hở rộng giữa hai thanh gỗ cùm rồi rút chân ra ngoài. Sau đó, Thọ lấy chìa khóa làm bằng nhựa hộp đựng cơm, mở cùm cho Tình.
Tiếp đến, cả hai xé chăn bện thành đoạn dây dài 10 mét và xe túi ni lông lấy dây buộc vào đinh vít sắt và hai bàn chải đánh răng tạo thành dụng cụ khoét vỡ tường gạch. Thọ dùng chiếc xuất sắt hình trụ từ cùng gỗ đập boong vỡ tường gạch nơi hắn ta nằm. Trong khi Tình đứng ngoài cảnh giới, nếu thấy quản giáo tới gần sẽ báo cho đồng bọn dừng lại. Thọ vét vùn vữa vừa khoét tường cho vào bát nhựa đưa cho Tình đổ vào nhà vệ sinh. Sau đó cả hai thay nhau khoét vữa mạch tường và cạy được 4 viên gạch ở lớp tường bên trong trước khi dùng cùm gỗ đục thủng lớp tường bên ngoài. Bọn chúng còn rất cẩn thận dùng quần bò quấn vào cùm gỗ khi đục tường nhằm giảm tiếng động. Khi tạo được lỗ hổng 23x34cm, Thọ và Tình kiên nhẫn ngồi đợi đến 22 giờ 25 phút tối ngày 10 tháng 9 khi loa phát thanh của trại tạm dừng. Các phạm nhân đã đi ngủ, hai tù mới lấy quần áo và dây vải tự chế trốn ra ngoài. Tình vì hờn, Thọ còn dùng chiếc chiếu nhét vào lỗ tường bị đục để tránh ánh sáng không bị phát ra ngoài. Thoát ra khỏi buồng giam, hai tù treo qua nóc nhà tường ngăn để đột nhập vào khu trạm xá nhà bếp. Tại đây, chúng lấy đi búa tạ, xẻng để đào chân hàng rào lưới B40 và một thanh sắt hình chữ U buộc vào dây vải nhằm móc vào tường rồi đu ra ngoài. Sau đó chúng di chuyển đến hàng tường rào. Tuy nhiên, do cảnh sát bảo vệ tuần tra và có người trên chòi C nên Thọ và Tình ngồi yên chờ đợi. Khoảng 3 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2017, các đối tượng phát hiện quản giáo tại chòi C hết ca trực, xuống chòi D bàn giao, nhưng quản giáo nhận nhiệm vụ đã không lên chòi C canh gác. Tranh thủ thời cơ, Thọ và Tình nhanh chóng chui qua lớp lưới B40, đi lên chòi C, hắn dùng chiếc áo màu đen che camera, sau đó cùng Thọ dùng dây móc buộc vào hàng rào thép gai rồi trốn ra ngoài. Sau khi thoát khỏi trại giam T16, Thọ và Tình lội qua mương nước, chạy qua cánh đồng để về phía quận Hà Đông, Hà Nội. Trên đường hướng về phía quận Hà Đông, Thọ hỏi: "Bây giờ đi đâu, trốn kiểu gì?" Tình nói: "Để em tìm cách gọi điện thoại về nhà, lấy tiền rồi đi tiếp." Thọ can: "Đừng có gọi về nhà, không gọi về nhà thì chả biết đi đâu, cứ về nhà lấy tiền đã." Tình đáp: "Thật đúng những kẻ vượt ngục thường có tâm lý, chúng chỉ có kế hoạch vượt ngục mà không có kế hoạch định hướng cho những gì tiếp theo mà bọn chúng sẽ làm sau khi trốn thoát thành công, nên lúc này chúng như rắn đã mất đầu, không biết sẽ làm gì tiếp theo. Liệu bọn chúng sẽ gặp những chuyện gì trên hành trình trốn thoát? Hãy xem tiếp video nhé." Sau đó Tình và Thọ thấy anh Tiệp ở Thanh Oai, Hà Nội đang đi xe máy trên đường liền xin đi nhờ xe. Thấy hai người lạ xin đi nhờ xe, anh Tiệp dừng xe hỏi: "Các ông đi đâu đây?" Thì Thọ sứt liền đáp: "Chúng tôi đi đông cá để xe ở trên bờ bị lấy trộm và nhờ anh Tiệp cho đi nhờ xe đến chỗ bắt taxi." Nghe Thọ nói vậy, anh Tiệp đồng ý chở hai người đàn ông lạ mặt. Trên đường đi, Tình mượn máy điện thoại của anh Tiệp gọi về cho bố là ông Nghĩa đến đón Tình ở khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông. Tới khu đô thị Sa La, Hà Đông, Thọ và Tình chuyển sang đi taxi của tài xế tên là Hùng ở Thanh Oai và yêu cầu tài xế trở về khu đô thị An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Trên đường di chuyển, anh Hùng thấy quần áo của hai vị khách dính bùn đất và có mùi hôi nên hỏi thì Tình nói: "À, bọn anh chơi cờ bạc bịp bị bọn nó phát hiện nên đuổi đánh." Tài xế nghe thấy hợp lý nên đã tin lời bọn chúng. Tình sau đó mượn điện thoại của anh Hùng gọi điện thoại cho bố và được biết ông Nghĩa bị tai nạn xe máy ở huyện Quốc Oai. Tình bảo ông Nghĩa gọi điện thoại về cho bà mình, mẹ của Tình, chuẩn bị sẵn quần áo để Tình về lấy. Sau đó, Tình chỉ đường cho anh Hùng để di chuyển về nhà mình lấy quần áo và 5 triệu đồng từ bà mình. "Tôi đang lo lắng rằng bọn chúng cũng thật to gan, dám về nhà. Chẳng nhẽ không sợ người dân xung quanh sẽ báo cáo công an hay sao?" Tiếp đến, cả hai tiếp tục chuyển sang xe taxi khác để tới nhà một người quen của Tình ở huyện Thạch Thất, mượn xe máy và tiếp tục bỏ chạy về hướng Hòa Bình. Tình và Thọ tìm tới nhà Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1972 ở Kỳ Sơn, Hòa Bình, cậu ruột của Tình để nhờ giúp đỡ. Sau đó Hạnh kể lại với Nguyễn Văn Việt, sinh năm 1985, cháu của Hạnh, về việc Tình và Thọ sứt trốn trại đang trốn trên rừng. Việt đã giúp Hạnh nấu cơm, thịt gà cho hai tử tù ăn. Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất sau những năm tháng ngồi tù của bọn chúng. Tình cũng nhận được sự giúp đỡ của một người anh họ là bị can Nguyễn Văn Ba, sinh năm 1989 ở Kỳ Sơn, Hòa Bình. Ba đã nhận điện thoại từ một thanh niên lạ mặt đưa cho Tình để liên lạc với một người tên là Tuân ở Vân Hồ, Sơn La để Tuân đến đón. Tuy nhiên khoảng 1 giờ ngày 16 tháng 9 năm 2017, Tình đi xe máy đến khu vực Mai Châu, Hòa Bình thì bị bắt giữ. Rất may, đến thời điểm này chúng vẫn chưa gây hại về người và tài sản. Sau khi trốn đến Hòa Bình, Thọ Sứt và Tình rời nhau mỗi người một đường. Thọ Sứt bắt taxi về huyện Văn Lâm, Hưng Yên tìm Tuấn Quý, đòi số tiền nợ 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Tuấn trả trước cho Thọ được 100 triệu đồng. Sau đó Thọ bắt taxi đi thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Sáng ngày 12 tháng 9 năm 2017, biết lực lượng công an lập chốt kiểm tra truy bắt chặn đường di chuyển ra biên giới Trung Quốc, Thọ đã gọi điện hẹn gặp bạn gái của mình là Nguyễn Thị Phương Lan, sinh năm 1994 ở Chí Linh, Hải Dương. Đây cũng là người yêu cũ của Thọ. Đây có lẽ là mối tình sâu đậm và cũng là người yêu trung thành của Thọ,
nhưng hắn không ngờ đã mang rắc rối lớn cho Lan sau này. Tiếp tục, Thọ di chuyển về Hải Dương lang thang nhiều nơi. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Thọ liên tục thay đổi phương tiện di chuyển. Trưa ngày 12 tháng 9 năm 2017, gặp nhau tại nhà nghỉ ở xã Chí Linh, Lan hỏi Thọ: "Anh được thả rồi hả?" Thì Thọ đáp: "Anh trốn ra." Hai người ngồi tâm sự khoảng 2 tiếng thì Thọ gọi taxi đưa Lan về chỗ làm. Tối cùng ngày, Thọ nhờ người mang đến cho Lan hai chiếc điện thoại gắn SIM và dặn Lan không được nghe máy nếu có người gọi. Khoảng 12 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2017, Thọ gọi điện thoại nhờ Lan gọi cho em trai Thọ là Lê Trung Thông, sinh năm 1990, nói rằng Thông không phải sang Hà Nam lấy tiền nữa, có người mang tiền cho Thọ rồi. Trưa 15 tháng 9 năm 2017, Thọ đón Lan tới nhà nghỉ ở xã Chí Linh để nói chuyện. Trước khi đi gặp Thọ, Lan đọc được ở trên mạng Internet có thông tin Thọ bị kết án tử hình và đã trốn khỏi trại giam đang bị truy nã. Vì vậy, khi gặp tại nhà nghỉ, Lan nói với Thọ: "Những trường hợp trốn như anh chẳng ai thoát được cả, kiểu gì cũng bị bắt lại, sống trốn chui trốn lủi cũng khổ, anh có ý định đầu thú hay không?" Nghe Lan hỏi, Thọ bảo: "Anh sẽ không về nhà làm ảnh hưởng tới bố mẹ, để anh suy nghĩ đã." Thực sự khi nghe đến đây, chúng ta cảm thấy tuy là một tử tù nguy hiểm, nhưng ít ra hắn ta vẫn còn một chút chữ hiếu khi không muốn làm liên lụy đến gia đình của mình. Vì Thọ biết hắn ta đã làm gia đình mình đau khổ rất nhiều. Ước gì hắn nhận ra điều này sớm hơn trước khi bước vào con đường tội lỗi. Sau khi tâm sự, Thọ gọi taxi đưa Lan về. Thọ tỏ ra mình là một con cáo giả với những thủ đoạn chiêu trò để lần trốn cơ quan chức năng. Lực lượng công an cũng đã âm thầm theo dõi tất cả các mối quan hệ của Thọ để tìm ra manh mối. Trong quá trình theo dõi, lực lượng công an liên tục thấy Lan đăng những dòng trạng thái đậm đà tình cảm lên trang Facebook cá nhân. Chính những điều bất thường này khiến lực lượng chức năng quan tâm, cử thêm người theo dõi động thái của bạn gái Thọ Sứt. Từ việc phân tích thông tin trên Facebook, quả nhiên các trinh sát phát hiện Thọ đã gặp Lan. Một kế hoạch bắt giữ Thọ được lập ra. Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2017, Thọ đi taxi qua khu vực chợ Nam Sách, tỉnh Hải Dương thì bị các trinh sát bắt giữ. Trong quá trình trốn chạy, cả hai tử tù đã không gây ra vụ án nào gây nguy hiểm, nhưng cũng làm xôn xao, hoang mang trong dư luận. Dân chúng cũng được trấn an khi Tình và Thọ bị bắt quay trở lại nơi giam giữ. Cuối cùng, ngày 8 tháng 5 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình mỗi bị cáo 7 năm tù giam. Tổng hợp các hình phạt trước đó buộc hai bị cáo phải chịu mức án chung là tử hình. Bị cáo Nguyễn Văn Hạnh bị tòa tuyên phạt 12 tháng tù. Các bị cáo Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Thị Phương Lan cùng chịu mức án là 9 tháng tù về tội che giấu tội phạm. Liên quan đến vụ việc này, trước đó ngày 4 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 3 cựu cảnh sát tội thiếu trách nhiệm để người bị giam giữ trốn trong vụ hai tử tù vượt ngục tại trại giam. Vụ án đã khép lại, các tử tù và những người liên quan cũng đã được xử lý theo quy định của pháp luật. Bạn thấy video ngày hôm nay như thế nào? Nếu có thông tin gì, hãy cập nhật bên dưới phần bình luận nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!